Thống đốc General hôm thứ Ba và ngày 18 tháng 9 đã ký ban hành một đạo luật. Theo nó, cho phép người dân California được quyền bán thực phẩm làm tại nhà, một điều mà trước đây từng bị cấm do các lo ngại về y tế. Đạo luật AB 626 có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019, đưa ra các quy định nghiêm ngặt về các nơi bán thức ăn làm tại nhà, được gọi là MHK. Micro Enterprise Home Kitchen, theo bản tin của tờ Los Angeles Times, người dân California muốn bán thức ăn làm tại nhà và trước hết là phải làm đơn xin giấy phép. Sau khi có giấy phép, họ được khởi sự bán thức ăn nếu không bán quá 60 phần ăn mỗi tuần. Bán trực tiếp cho khách hàng và đồng ý để giới hữu trách đến thanh tra nếu có các lời than phiền. Luật cũng không buộc các MHK này phải theo đúng các quy định của nhà hàng, nhưng không thích hợp cho nhà riêng. Những người ủng hộ AB 626 gọi đây là sự giúp đỡ các phụ nữ, giới di dân và người thiểu số có cơ hội mở dịch vụ làm ăn mà không bị quá nhiều ràng buộc của luật pháp. Một số tổ chức y tế và doanh gia thì cho rằng đây là điều nguy hiểm vì sẽ khiến có hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm, dẫn đến việc phải vào bệnh viện hoặc là ngay cả tử vong. Một người đàn ông gốc Việt đã bị thương vong trong vụ nổ điện ở nhà máy Tesla tại Vermont, đã đệ đơn kiện công ty sản xuất xe hơi vì điều kiện làm việc không an toàn. Vụ tai nạn đã xảy ra vào ngày 5 tháng 6 năm 2017, khiến cho anh Sơn Nguyễn đã bị bỏng cấp 2 và cấp 3 trên toàn cơ thể. Anh Sơn đã đệ đơn kiện Tesla vì điều kiện làm việc nguy hiểm dẫn đến chấn thương của anh. Anh Sơn nói với chương trình điều tra To Investigate của KTVU: "Tôi muốn có nơi làm việc an toàn hơn bất kỳ ai khác. Tôi không muốn bất cứ ai trải qua những gì tôi đang chịu đựng mỗi ngày." Các hình ảnh trong nhà thương cho thấy là anh Sơn phải quấn băng khắp cơ thể. Anh đã nằm viện trong 2 tháng, trong 1 năm sau đó, anh phải tập luyện để khôi phục lại khả năng vận động của mình. Anh Sơn là thợ điện đang học việc ở Mark II Construction, một nhà thầu của Tesla. Ngay xảy ra vụ tai nạn, anh Sơn cho biết anh đang lắp đặt thiết bị trên trạm điện tại Vermont thì đột nhiên anh tỉnh dậy cách đó 15 đến 20 feet và quần áo của anh bị bốc cháy. Theo báo cáo điều tra của Cơ quan Y tế và An toàn Nghề nghiệp California, OSHA, anh Sơn đang mắc dây trên máy điều nhiệt tự động thì nổ điện do đoạn mạch. Anh Sơn nhớ lại, quần áo của tôi cháy rụi, tôi kêu cứu, những người ở bệnh viện rất ngạc nhiên khi tôi sống sót. Bởi vì anh Sơn là nhân viên của nhà thầu nên OSHA đã điều tra Mark III, chứ không phải là Tesla. OSHA đã phạt Mark III về những vấn đề liên quan đến an toàn lao động, không có bản phạt nào chống lại Tesla. Tuy nhiên, luật sư của anh Sơn Anthony Label và Annie Wu cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, một yêu cầu đã được gửi đến Tesla để họ cắt nguồn năng lượng trạm điện đó, nhưng Tesla đã từ chối. Ông Label cho biết, sở dĩ Tesla từ chối là vì không muốn làm chậm tốc độ sản xuất của nhà máy. Chương trình điều tra To Investigate của KTVU đã liên lạc với Tesla để yêu cầu bình luận. Phát ngôn nhân của Tesla đã gửi ra tuyên bố, nhân viên bị thương trong tai nạn này làm việc ở Mark III Construction, một công ty có hơn 40 năm kinh nghiệm mà chúng tôi thuê để đi dây điện và lắp đặt các thiết bị trong nhà máy. Khi tai nạn xảy ra vào một năm trước, chúng tôi đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng và phát hiện Mark III đã không tuân thủ các quy định về an toàn. Cụ thể là họ không sử dụng thiết bị bảo vệ quan trọng, bao gồm khóa an toàn cá nhân. Chúng tôi đã ngừng hợp đồng với Mark III sau vụ việc. Đánh giá của OSHA cũng đưa ra kết luận tương tự và không có án phạt nào được đưa ra chống lại Tesla. Trong báo cáo của mình, OSHA cho biết anh Sơn không đủ điều kiện làm việc mà không có sự giám sát. Anh Sơn đã không trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn. Tesla cho biết họ đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn và không có tai nạn nào tương tự xảy ra.
Mark III Construction chưa phản hồi yêu cầu bình luận, họ không nằm trong danh sách bị cáo trong đơn kiện của anh Sơn. Mỹ với nền kinh tế phát triển bậc nhất, nước Mỹ luôn nằm trong nhóm các quốc gia lớn mạnh trên thế giới. Dưới đây là lý do vì sao nhiều người muốn đến định cư tại Mỹ. Định cư Mỹ là niềm mơ ước của nhiều người. Nước Mỹ là một siêu cường quốc của thế giới. Với nền kinh tế phát triển nhất thế giới trong năm 2013, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, GDP tổng sản phẩm nội địa của nước Mỹ đạt mức 16,6 ngàn tỷ USD, mức cao nhất trên thế giới khi so sánh với các quốc gia khác. Thêm vào đó, nước Mỹ có 4 tập đoàn kinh tế nằm trong danh sách 10 tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới theo Fortune Global 500. Ngoài ra, trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới, Hoa Kỳ vẫn thống trị với 46 trường đại học, trong đó có 7 trường trong top 10. Cách đây nhiều năm, những người nhập cư đầu tiên đến Mỹ đã nói rằng họ sẽ cùng nhau xây dựng một nước Mỹ hùng cường để biến nơi đây thành miền đất hứa với bất kỳ ai. Và nhiều năm sau, đến lúc này, những nhà kinh tế tài ba nhất, những nghệ sĩ xuất chúng nhất, những nhà khoa học xuất sắc nhất đã nối tiếp nhau xây dựng và hình thành nên một nước Mỹ mạnh mẽ và đứng đầu thế giới. Nước Mỹ là một quốc gia của người nhập cư. Hoa Kỳ luôn được coi là quốc gia của người nhập cư theo một thống kê của Liên Hợp Quốc. Số lượng người nhập cư đang sinh sống tại Hoa Kỳ là 45 triệu người, gấp hơn 4 lần so với các quốc gia khác. Số lượng người nhập cư đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới đã tạo nên sự đa dạng về văn hóa, sự đa sắc tộc tại Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ luôn có các chính sách khuyến khích người nhập cư và tạo điều kiện tối đa cho những người mới nhập cư nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại Mỹ. Người nhập cư luôn được chính phủ hỗ trợ các chương trình khuyến khích hòa nhập cuộc sống. Bên cạnh đó, nước Mỹ là một quốc gia của sự bình đẳng và quyền tự do ngôn luận. Một trong những lý do quan trọng nhất khiến nước Mỹ trở nên tuyệt vời đó là quyền tự do. Hôn nhân đồng giới được công nhận, phụ nữ đã đấu tranh để đòi quyền bình đẳng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tại một quốc gia như Mỹ thì quyền con người luôn được đề cao nhất. Mỹ là quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới. Quyền mưu cầu hạnh phúc trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ có đoạn: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Có một luật học phát triển ở Mỹ để bảo vệ các giá trị và các quyền bất khả xâm phạm. Mọi công dân đều được đối xử công bằng như nhau, dù bạn là người bản địa hay là người nhập cư hợp pháp. Mỹ là một quốc gia đề cao quyền bình đẳng. Tuy vậy, thực sự là Mỹ có những điểm khác biệt. Khi đến định cư tại Mỹ, bạn sẽ được hưởng một cuộc sống sung túc và khác biệt, mặc dù có tiền chưa chắc đã mua được. Nếu bạn ở một số quốc gia khác, đó là môi trường sống tốt như là không khí, nước không bị ô nhiễm, không phải lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm, v.v. Còn về vấn đề giáo dục, bạn sẽ được chính phủ hỗ trợ việc học hành nếu gia đình khó khăn. Về y tế thì dù giàu hay nghèo cũng vẫn được chữa trị và đối xử như nhau khi đến bệnh viện. Mỹ hỗ trợ chi phí giáo dục cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở hạ tầng và ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân là rất tốt. Con người được tự do sáng tạo, luật lệ rõ ràng. Đặc biệt là xã hội Mỹ luôn tạo ra cơ hội đồng đều cho mọi người vươn lên tùy theo năng lực của mỗi người, nếu biết cố gắng học tập và làm việc. Kính thưa quý vị, riêng về mảng kinh tế, chuyên gia và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vừa cho hay những người giàu như ông là vấn đề thực sự của kinh tế Mỹ, theo CNBC. Theo Fox, với khối tài sản 75 tỷ USD, Warren Buffett hiện là người giàu thứ nhì thế giới, là CEO của hãng đầu tư Berkshire Hathaway. Ông được tôn vinh như là Oracle của thành phố Omaha, bang Nebraska. Dù thành công, Buffett vẫn cho hay là vấn đề thực sự của kinh tế Mỹ là nhóm 1% người giàu nhất. Trong chương trình PBS Newshouse, huyền thoại đầu tư cho biết: theo quan điểm của tôi, vấn đề thực sự là của cải thuộc về những người vô cùng giàu có một cách khó tin. Nếu bạn về lại năm 1982, khi tạp chí Forbes lần đầu cho ra mắt danh sách 400 người giàu nhất,
tổng tài sản của họ chỉ là 93 tỷ USD. Giờ đây họ nắm 2.400 tỷ USD, mỗi người có thêm gấp 25 lần tài sản. Đây là câu chuyện của cải được chia một cách thiếu cân đối cho những người giàu nhất. Thị trường chứng khoán Mỹ có xu hướng đi lên kể từ đợt lao dốc vào tháng 3 năm 2009 và kinh tế Mỹ hiện tăng trưởng là 2%. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy tăng trưởng 3%. Song với nhà chuyên gia Buffett thì cho rằng tốc độ tăng trưởng 2% là lành mạnh cho một nền kinh tế và sẽ giúp nhiều người Mỹ cải thiện chất lượng cuộc sống. Tốc độ tăng trưởng sẽ thâm vào 19.000 USD của GDP cho mỗi người. Hộ gia đình gồm 4 người, 76.000 USD cho một thế hệ. Vì vậy, con cháu của bạn sẽ sống tốt hơn rất rất nhiều so với chúng ta với tốc độ tăng trưởng là 2%, theo chuyên gia và nhà tỷ phú Buffett cho rằng như vậy. Dù vậy, nhiều người Mỹ vẫn mắc kẹt, nền kinh tế Mỹ đang thể hiện tốt, song không phải tất cả người Mỹ đều đang sống tốt. Theo nhà đầu tư, một phần lý do của tình trạng này là tự động hóa và số hóa lực lượng lao động Mỹ đang diễn ra nhanh hơn việc nhân viên được đào tạo lại. Chúng ta luôn thấy sự thay đổi trong lao động. Nếu bạn quay về năm 1800, 80% lực lượng lao động mới đủ để sản xuất thực phẩm cho cả nước. Hiện chỉ cần là 3% thôi. Thực tế là hệ thống thị trường giúp con người di chuyển. Khi nền kinh tế phát triển, nó cũng phân bổ lại các nguồn lực. Theo tỷ phú Buffett chia sẻ như vậy. Huyền thoại đầu tư làm giàu từ việc đầu tư vào thị trường chứng khoán, hoạt động mà ông đã thích từ thời trẻ. Buffett mua cổ phiếu đầu tiên năm 11 tuổi và đã tham gia thị trường suốt 75 năm. Ông cũng gợi ý những người khác nên làm như mình. Họ nên tiếp tục mua, mua và mua một chút của nước Mỹ. Và 30 hay 40 năm nữa họ sẽ có rất nhiều tiền. Ông Buffett nói như thế. Theo nhà tỷ phú này, cùng với tỷ phú Bill Gates cũng nỗ lực bù đắp sự bất bình đẳng tài chính giữa giới tỷ phú và những người bình thường bằng cách sáng lập Giving Pledge, cam kết tự nguyện cho đi ít nhất một nửa tài sản của những người giàu nhất thế giới. Mục đích của Giving Pledge không chỉ là để hỗ trợ những người cần được giúp đỡ mà còn khuyến khích nhiều người khác làm tương tự như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Kính thưa quý vị, thông tin của kênh được trích từ nguồn Cuộc Sống Mỹ. Xin chân thành cảm ơn.